xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã bước qua đây rồi nha. Thì trên tay mình vừa mới làm xong bộ túi mới cả nhà thấy xinh không? Cái này là vừa làm hồi trước Tết rồi, nhưng mà tới sau Tết nó hoàn chỉnh rồi, tại vì lý do là thời gian nghỉ Tết đó mọi người. Đây là cái mẫu túi mình mọi người nhìn thấy có quen không, giống cái phong đầu mình đã từng thấy ở bên khoa đầu đúng không? Nhưng mà thực tế là mình có, nhưng mà cái mẫu túi này nó khác ở cái khóa mọi người. Thì cái dòng túi này mình tên nó là túi Sally. Thì hiện tại được làm da cá sấu cả nhà ha. Đây là da cá sấu ha, màu đỏ nha mọi người. Cái khóa của em rất là đặc biệt mọi người thấy không? Cái khóa này chất liệu á là mình làm, mình làm PC nhìn để cho nó cổ mọi người. Đó, cái dây quai nó cũng có tăng giảm nữa, để lát mình sẽ chỉ mọi hướng dẫn mọi người cách sử dụng túi này, bởi vì nó có thấy hai cái đeo luôn. Nó rất dễ thương luôn. Nếu như bình thường á mọi người có thể đeo như thế này ha, hoặc là mọi người cũng có thể là đeo chéo. Đeo chéo ngay tại một vùng ha. Còn nếu như mà không mọi người thích mà ngắn á thì lát mình sẽ ra kéo cái dây quai lên mọi người xem. Bây giờ mình sẽ mở trong túi cả nhà xem. Thì cái túi này á là chiều bề ngang túi này là 20, cao là 16,5 và đồ bề rộng túi là 7,5. Thì trong cái túi này á thì hiện tại bên mọi người thấy bên hông á mình vẫn là bằng da cá sấu, nhưng mà ở giữa những cái đoạn xếp lên như thế này á mình là bằng da bò và phân cá sấu như cả nhà, để mình là thứ để mình làm giảm giá thành sản phẩm xuống một chút để mà cho nó phù hợp hơn với lại cái nhu cầu của mọi người á. Mặt sau mình cũng là nguyên cá con này ha mọi người ha. Quay là cũng là mình quay da bò và phân cá sấu như cả nhà. Mình sẽ mở túi nha mọi người, thấy cái khóa không, mọi người chưa còn bấm. Mình sẽ mở cái kẹp, kiểu như cái kẹp của mọi người thấy rất là hay ha. Bên trong khóa đây mình sẽ cho mọi người thấy bên trong túi này có bao nhiêu ngàn. Nó có tổng cộng là 3 ngàn nha cả nhà, khá là to nha. Cái túi này thấy vậy chứ súp lê rất là rộng và ngăn túi rất là to, đựng rất là ok luôn cả nhà ha. Thì cái dòng túi này á mình sẽ để được điện thoại nè, điện thoại size lớn đó mọi người ha, đựng là vô tân luôn, đựng thích lắm nha mọi người. Bên cạnh đó mình có làm một cái ngăn nhỏ cái dây kéo nè, để mọi người có thể để được những cái vật dụng gì mà nó nhỏ nhỏ để không bị rớt ra ngoài thì mọi người có thể để như vậy đó. Thì mình sẽ tiếp đến mình sẽ chỉ mọi người cách sử dụng qua đeo như thế này nha. Thì ở cái qua đeo như này nè mình sẽ mở đó nha, đó mọi người thấy không, cái nút nè mình đang mi chèn luôn, mình chỉ mở ra mình tăng giảm cái dây. Bây giờ mình sẽ đeo ngắn, thu ngắn em nó lại để mình đeo vai. Mình sẽ kéo mọi người xem nè. Mình bấm vô cái lỗ nó là coi như là mình sẽ giảm ok, một khớp tới khớp này mình sẽ chỉ việc kéo nó ra. Nó tổng cộng có 4 lỗ trên ngoài túi mọi người đó. Rồi đó khớp này ha. Thì ở cái này mình có phần chi dư á, thì cả nhà cứ nhét vô bên trong cho em, nhét vô bên trong, nhét theo này đó, mình giấu nó, mình nhét cái vô quay rồi ha, rất là dễ thương luôn, rất là gọn luôn. Nó không có bị như bị lòng thòng sợi dây á, đeo xấu mọi người. Bắt đầu em đẩy nó mà em mở ra, mở vô gà rất là dễ nha cả nhà. Em thấy là 3 chào mọi người.